À, xin chào cả nhà, xin giới thiệu cái là máy tarot dạng cần chạy bằng khí nén, hay còn gọi là máy tarot cần khí nén á. Thì đối với cái là máy tarot này á, thì chúng ta sử dụng nguồn cấp đó là khí nén cung cấp vào động cơ. Thì động cơ khí nén thì khí nén sẽ làm cho nó chạy và chúng ta điều khiển chạy thuận nghịch được, sẽ do đó là sẽ tarot. Thì giới thiệu cái model AS-27-2 này với khả năng tarot được M3 đến M27 là lớn nhất, với hai cấp tốc độ là 70 và 220 vòng trên 1 phút. Với cái cần khi mà kéo ra tối đa đó, thì được là 1400 mm. Hai cái này là gọi là bán kính đây. Chúng ta quay quanh trụ thì cái này nó là bán kính, chúng ta kéo ra tối đa là 1400 và nhỏ nhất là 200, với trọng lượng máy là 27 kg. Đây là cái thông số tiếng Việt chúng ta xem đó, thì cũng có như vậy. Tốc độ bán kính làm việc chuẩn cô led là TCS2B. Cái TCS2B này nó là cái chuẩn cô led thôi, tức là lớn nhỏ thôi chứ không có gì. Chúng ta sử dụng cái chuẩn này, khi mà mình muốn mua thêm thì mình cứ có cái chuẩn này, chúng ta sẽ mua về và gắn nó vừa. Tại vì cái cô led này nó có nhiều loại lớn nhỏ hơn, nhỏ hơn cũng có mà lớn hơn cũng có. Nó có loại 1B là 2B là 3B. Nhưng đối với cái model AS-27 này là sử dụng chuẩn là S2B. Áp lực khí thì cung cấp nguồn là 6 đến 8 kg là được. Rồi thì máy này thì nó có 6 cái cô led kẹp mũi taro đi kèm theo máy. Chúng ta cũng có thể mua thêm nếu mà còn thiếu những cái size mình cần, thì mình có mua thêm. Tại vì mỗi một cái cô led này nó chỉ kẹp được một cái mũi taro thôi, do vậy mà mình cần thêm một cái size khác thì mình phải có cái cô led này là kẹp được. Tất nhiên cái cô led này đó là thau lắp nhanh và có bảo vệ quá tải chống gãy mũi. Các cái phụ kiện option thì chúng ta cũng có thể mua, ví dụ như bàn làm việc để từ bộ taro theo phương ngang, bộ đảo chiều tự động, hoặc là các cái cô led kẹp mũi. Thì cái nào cần thiết thì chúng ta mua, tại vì phần lớn thì cũng nếu không có nhu cầu chúng ta không mua làm gì những cái phần này. Ví dụ như cái bàn làm việc thì chúng ta có thể tự làm được này, không cần mua, tại vì mua giá thành nó quá cao đi, có khi cái bàn là giá nó bằng cái máy luôn rồi, trong khi chúng ta tự làm ở đây thì rất là ít, rất là rẻ, không có tốn chi phí bao nhiêu. Rồi, khách hàng quan tâm đến cái là máy tarot cần khí nén hoặc là các loại máy tarot khác thì cứ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cái thông tin như sau: email hoặc là số điện thoại hoặc là website. Chúng tôi sẽ tư vấn loại phù hợp nhất cho khách hàng. Xin cảm ơn.